Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh My Bitcoin. Thì hôm nay mình sẽ gửi tới các bạn dự án là Smart Token, nhận token SMT. Thì cái dự án này thì hôm trước thì chúng ta cũng đã làm trên bot rồi. Thì hiện tại thì cái dự án này nó đang cũng có một cái chương trình airdrop trên trang web của họ. Thì đi sơ qua về cái dự án này thì hiện tại thì cái dự án Smart Token này nó IDO, nó bán hàng IDO trên sàn DEX là DodoSwap nha các bạn. Thì như các bạn đã biết thì DodoSwap cũng đã list trên sàn Binance rồi, thì nó cũng là một cái sàn giao dịch DEX khá là tiềm năng. Thì với giá hiện tại của con Dodo là khoảng là 4-5 đô rồi đấy. Thì hiện tại thì cái dự án này đang bán chương trình bán hàng IDO ở trên là sàn Dodo. Thì và để tham gia vào cái airdrop Smart Token này, các bạn vào link dưới phần mô tả video. Sau đó sẽ có cái giao dịch như thế này. Bước tiếp theo đó thì ở phần airdrop này là Inter Address Dota SMT airdrop này. Thì ở phần này nó yêu cầu chúng ta là điền lại địa chỉ quý BEP20, có nghĩa là địa chỉ quý Binance Smart Chain. Địa chỉ quý thì các bạn dùng quý Trust Wallet hoặc là quý MetaMask hoặc là quý SailPay nha. Các bạn copy lại cái địa chỉ Smart Chain cho mình. Sau đó các bạn quay trở lại bot. Các bạn quay trở lại với trang web, các bạn dán cái địa chỉ quý Binance Smart Chain của các bạn vào đây. Sau đó các bạn ấn nút submit. Ok. Tiếp theo đó thì chúng ta làm các nhiệm vụ sau. Nhiệm vụ đầu tiên đó là chúng ta join vào kênh Telegram group nhé. Các bạn kéo xuống đây này. Thì ở trên này nó sẽ hiện ra cái link red của các bạn này. Và đây là cái link red của các bạn. Các bạn copy lại link red đi tiến theo bạn bè để nhận thêm token. Thì qua mỗi lượt refer các bạn sẽ nhận được thêm là 5 token SMT nhé. Ok, thì ở dưới đây thì nó yêu cầu chúng ta làm cái nhiệm vụ đó là join group và gain channel. Sau đó điền lại Telegram username. Thì ở nhiệm vụ này các bạn ấn vào phần group. Đợi mình tí nha. Thì trước đây bạn nào và hôm trước bạn nào tham gia vào trên Arab Bot thì chắc chắn cũng đã join hết rồi ha. Thì bây giờ chúng ta kiểm tra lại thôi. Ok, các bạn tiến hành join vào nhé. Bạn nào chưa join thì các bạn tiến hành join vào nhé. Sau khi join xong thì các bạn quay trở lại với trang web. Chúng ta tiếp tục join vào kênh channel, các bạn ấn vào channel. Cái dòng màu xanh xanh đó các bạn. Ở đây mình cũng đã join hết rồi. Bạn nào chưa join thì các bạn tiến hành join nhé. Sau khi join xong thì các bạn vào phần cài đặt setting trên Telegram, các bạn copy cho mình cái username Telegram của bạn này nhé. Sau đó các bạn quay trở lại với trang web. Các bạn dán cái username Telegram của các bạn vào đây, các bạn nhớ thêm icon vào trước nhé. Nếu có dấu cách thì các bạn xóa dấu cách đi. Ok. Sau đó các bạn ấn nút submit. Ok. Tiếp theo đó thì nhiệm vụ Twitter. Chúng ta tiến hành follow Twitter và điền lại link profile. Các bạn ấn vào Twitter nhé. Cái dòng màu xanh xanh này, chữ Twitter này. Các bạn nhấn vào cái link đó thì nó sẽ ra Twitter thôi. Thì Twitter chắc chắn thì chúng ta cũng đã follow hết rồi. Thì các bạn tiến hành follow, bạn nào chưa follow thì follow nhé. Sau khi follow xong thì các bạn vào phần, các bạn quay trở lại tường nhà, các bạn chọn avatar. Các bạn chọn một hồ sơ profile. Sau đó các bạn copy lại cái link profile Twitter của các bạn. Tiếp theo đó các bạn quay trở lại với trang web, các bạn dán cái link profile Twitter của các bạn vào đây. Sau đó các bạn ấn nút submit giúp mình nha. Ok. Tiếp theo đó thì nó yêu cầu chúng ta là điền lại cái link bài viết mà chúng ta vừa chia sẻ trên Twitter. Thì ở phần này thì ở phần này thì các bạn quay trở lại với Twitter của dự án nhé. Các bạn quay trở lại với Twitter của dự án. Thì các bạn trên Twitter các bạn có thể là kéo lên đây này. Các bạn nhấn vào Twitter của nó lại này. Các bạn mở lại. Các bạn mở cái trang Twitter của dự án ra lại nhé. Ok. Thì sau đó các bạn kéo xuống đây. Thì ở cái bài viết đầu tiên này, các bạn tiến hành like này. Sau đó các bạn ấn nút chia sẻ này. Các bạn vote tweet nhé. Chúng ta chia sẻ lại bằng bình luận nhé. Các bạn ấn nút vote tweet. Tweet là bằng bình luận đó các bạn. Ok, sau đó các bạn copy lại cái username của dự án này. Các bạn copy lại cái username này. Các bạn dán cái lệnh hashtag lên đây. Ok. Sau đó các bạn ấn phần tweet chúng ta đăng lại bài viết này. Sau đó thì các bạn quay trở lại tường nhà, các bạn chọn avatar, các bạn chọn một hồ sơ profile. Các bạn chọn tiếp là tweet và reply, các tweet và đã trả lời rồi các bạn. Sau đó các bạn copy lại cái link bài viết bạn vừa chia sẻ nhé. Thì để copy được link bài viết các bạn chọn vào dấu mũi tên lên này. Sau đó các bạn chọn vào phần copy link to tweet.
Tiếp theo đó các bạn quay trở lại với trang web, các bạn kéo xuống đây, các bạn dán cái link bài viết đó vào đây. Đấy. Sau đó các bạn ấn vào nút submit. Ok. Và nhiệm vụ cuối cùng đó là nhiệm vụ Medium. Chúng ta tiến hành follow Medium và điền lại username. Các bạn vào Medium. Thì trên Medium của dự án Smart Token này, bạn nào chưa follow thì các bạn tiến hành ấn vào nút follow nhé. Sau khi follow xong thì các bạn chọn vào phần hình đen đen ở phía góc trên bên tay phải này. Sau đó các bạn chọn vào phần avatar. Sau đó các bạn copy lại cái username Medium của các bạn nhé. Các bạn copy lại cái username ở dưới tên của các bạn ấy, sao chép lại. Và với điều bạn nào mà không vào được Medium á, thì các bạn bật VPN lên giúp mình nhé. Các bạn phải IP thì các bạn sẽ vào được Medium thôi. Ok, sau khi các bạn copy username Medium xong thì các bạn quay trở lại với trang web, các bạn dán cái username Medium của các bạn vào phần này. Sau đó các bạn ấn nút submit là xong thôi. Ok. Như vậy là chúng ta đã xong rồi. Nó kêu well done, chúng tôi sẽ complete task for system. Nó sẽ kiểm tra trong vòng chúng ta là 24 giờ nha. Sẽ kiểm tra chúng ta trong vòng 24 giờ. Ok, thì ở trên đây nó sẽ có cái link red của các bạn này. Các bạn copy lại cái link red này đi tin thoảng bị để nhận thêm 5 token SMT nhé, cho một referral. Thì ở con này nó đang trong trường bán hàng IDO thôi các bạn. Ok, thì như vậy là video mình hướng dẫn các bạn là nhận 100 token SMT đến từ dự án Smart Token đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem. Hẹn các bạn ở video tiếp theo.